ngư dân yêu cầu hỗ trợ bảo vệ sau hàng loạt nã súng. Tin từ Kiên Giang. Liên quan đến vụ tàu cá Kiên Giang bị bắn khi đang đánh bắt cá trên biển ngày 15 tháng 9, là một người bị bắn vỡ đầu, chết tại chỗ và hai người bị thương nặng. Hội nghề cá Việt Nam phản đối và lên án việc này vì đây là hành động rất nguy hiểm, phi lý và vô nhân đạo. Hội cũng đã lên tiếng đòi các cơ quan chức trách can thiệp về việc này. Hội nghề cá Việt Nam đã đề nghị các cơ quan chức trách cần có biện pháp tăng cường lực lượng bảo vệ ngư dân, lên tiếng phản đối mạnh mẽ và có biện pháp quyết liệt, ngăn chặn ngay những hành động vi phạm nhằm bảo vệ ngư dân khi hành nghề trên vùng biển Việt Nam, giữ vững an ninh quốc phòng, chủ quyền quốc gia. Ông Võ Văn Trác, Phó Chủ tịch Thường trực Hội nghề cá Việt Nam lưu ý, Việt Nam phải tổ chức cho tốt các lực lượng an ninh trên biển như kiểm ngư, cảnh sát biển, biên phòng. Các lực lượng này phải phối hợp với nhau, có trách nhiệm, trở thành chỗ dựa cho ngư dân để ngư dân yên tâm. Hành động của tàu ngoại quốc ngày càng nghiêm trọng, nhiều thủ đoạn trên các lực lượng phải luôn luôn tỉnh táo, phối hợp với nhau. Tự mình phải làm thật tốt trước. Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang nhìn nhận, thời gian qua thường xảy ra việc ngư dân bị tấn công trên biển. Mới tháng 8 vừa qua, có một ngư dân bị bắn thủng bụng và tử vong trên đường đưa đến đất liền do mất nhiều máu.